Kính thưa quý vị, dù điều chỉnh giảm dự báo GDP Việt Nam từ 7,1% xuống còn 6,9% cho năm 2018, nhưng Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vẫn tỏ ra khá lạc quan với tốc độ tăng trưởng Việt Nam. Cũng theo ADB, thì về cuối năm, tỷ giá Việt Nam cùng một lúc có thể phải đối phó trước áp lực đồng đô la Mỹ tăng giá và đồng nhân dân tệ giảm giá. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam, đánh giá nền kinh tế hơn 90 triệu dân từ nay đến cuối năm phải đối diện với một số thách thức lớn. Thứ nhất là lạm phát, Mặc dù tốc độ tăng trưởng đã được điều chỉnh giảm trong năm, nhưng áp lực lạm phát có khả năng tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Cụ thể, tiền Việt Nam đồng đã yếu đi kể từ tháng 7 và có thể tiếp tục bị áp lực khi lãi suất của Mỹ tăng và đồng đô la Mỹ mạnh lên. Bên cạnh đó thì nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ, có thể gây thêm áp lực lên Việt Nam đồng, làm tăng lạm phát. Hơn nữa, giá dầu thế giới với xu hướng tăng như hiện nay sẽ làm tăng áp lực lên lạm phát cũng như việc tăng giá lương thực. ADB dự báo lạm phát trung bình năm sẽ được dự báo tăng tới 4% trong năm 2018 và tiếp tục lên 4,5% vào năm 2019. Cả hai mức này đều cao hơn dự báo hồi tháng 4. Thứ hai là áp lực do diễn biến căng thẳng thương mại toàn cầu. Đại diện ADB cho biết, thêm một thương mại xuất hiện trong tháng 7 và tháng 8 đã báo hiệu tăng trưởng trong nhập khẩu hàng hóa có khả năng vượt mức tăng trưởng xuất khẩu. ADB cho rằng dù FDI vẫn duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm nay, song sau đó đã giảm sút bên cạnh đó thì phía ADB cũng cho rằng độ mở kinh tế của Việt Nam rất lớn nên dễ dàng bị tổn thương hơn nếu tổng cầu thương mại thế giới bị ảnh hưởng hiện biến động của đồng Việt Nam được cho là đang ổn định trong mức 1% tuy nhiên càng về cuối năm khi phép tăng lãi suất và Trung Quốc điều chỉnh giảm đồng tiền thì áp lực đối với Việt Nam là mang tính hai chiều chính vì vậy trong thời gian tới Việt Nam cần thận trọng hơn với các chính sách của mình do đối phó với triển vọng kinh tế có xu hướng gia tăng thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Lê Minh Hưng vừa có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ở chi nhánh các tỉnh thành phố Thống đốc yêu cầu các đơn vị này chấn chỉnh tình hình hoạt động của những công ty tài chính trên địa bàn. Văn bản nhằm đảm bảo dịch vụ cho vay tiêu dùng tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng và an ninh tiền tệ. Theo đó, ngân hàng nhà nước yêu cầu các chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu của các công ty tài chính phải có chấp hành quy định nội bộ, văn bản quy phạm pháp luật về cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, phát hành thẻ tín dụng. Các công ty tài chính tiêu dùng phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và không đòi nợ người không có nghĩa vụ trả. Đồng thời các công ty này phải đột xuất và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trên. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý toàn diện. Ngân hàng nhà nước cũng đặc biệt lưu ý các công ty tài chính phải nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng và đạo đức nghề nghiệp nhằm ngăn chặn hành vi có thể xảy ra.